Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng về tin đồn dàn xếp kết quả. Tân Miss Universe Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa phủ nhận việc đăng ký cuộc thi vào phút chót, cũng như tin đồn có sự dàn xếp kết quả. Chia sẻ tại họp báo sau đăng quang, trưởng ban giám khảo cuộc thi, bà Thúy Nga cho biết dự án VDUC Project của Quỳnh Hoa gây ấn tượng, xúc động. Cả 4 trong 5 thành viên ban giám khảo đều đồng tình với kết quả chung cuộc sau nhiều tranh cãi. Bên cạnh dự án cộng đồng, Bùi Quỳnh Hoa đáp ứng tất cả yếu tố gồm nhan sắc, hình thể, kỹ năng cũng như tiêu chí từ ban tổ chức. Nói về ý kiến kết quả chưa thuyết phục, Bùi Quỳnh Hoa mong khán giả thấy được sự nỗ lực. Chỉnh chu, tin rằng hành trình tại Miss Universe Việt Nam 2023 là xứng đáng. Tân Hoa hậu phủ nhận việc đăng ký cuộc thi vào phút chót, cũng như tin đồn có sự dàn xếp kết quả. Miss Universe Việt Nam 2023 cho biết top 18 đều là những thí sinh máu chiến nên rất áp lực. Song, tất cả đều có chung ước mơ và những kỷ niệm đáng nhớ nên hành trình tại cuộc thi là thanh xuân tươi đẹp. Bùi Quỳnh Hoa cho rằng yếu tố giúp cô giành ngôi vị cao nhất là dự án cộng đồng VDUC Project đã thực hiện suốt 2 năm qua với mục tiêu hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, dự án phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, mời các chuyên gia phổ cập kiến thức phòng tránh bệnh phụ khoa. Tân Hoa hậu sinh năm 1998 mong danh hiệu sẽ giúp lan tỏa dự án, giúp đỡ nhiều người phụ nữ hơn. Hoa hậu đến từ Hà Nội cho biết việc làm huấn luyện viên tại Miss Out Việt Nam 2023 giúp cải thiện bản thân vì huấn luyện cho các thí sinh đồng nghĩa với việc học hỏi từ họ. Cô hứa hẹn sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nhất tại Miss Universe 2023. Á hậu một Nguyễn Thị Hương Ly biết ơn sự cố gắng của bản thân và sự ủng hộ của khán giả vì đã giúp cô bé chăn trâu ngày nào trở thành Á hậu một và khẳng định Bùi Quỳnh Hoa xứng đáng chiến thắng. Hương Ly chỉ buồn trong phút chốc và xem đây là hành trình đẹp, muốn khán giả luôn nhớ mình với hình ảnh lạc quan, luôn biết vươn lên. Cô sẽ hoàn thiện bản thân mỗi ngày, làm tấm gương cho các cô bé nông thôn bước ra vùng an toàn để thành công hơn. Á hậu một Miss Universe Việt Nam 2023 mong Quỳnh Hoa sẽ thay mình chiến đấu tại Miss Universe 2023, tin rằng đại diện Việt Nam sẽ có những sự khác biệt, đáng tự hào. Cô từ chối nói về điểm thiếu sót so với Tân Hoa hậu, khi hồi tâm trở lại sẽ xem xét và đánh giá kỹ hơn. Á hậu 2 Trịnh Thị Hồng Đăng cho biết Miss Universe Việt Nam 2023 là trải nghiệm mới. Cô còn nhiều thiếu sót nên tin tưởng vào sự lựa chọn của ban giám khảo. Á hậu sinh ra và lớn lên ở Nga nên sẽ học thêm để dần hoàn thiện mình hơn. Về việc tham dự cuộc thi quốc tế của top 5 ngoại hai suất của Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu 2 Trịnh Thị Hồng Đăng, người đẹp được yêu thích nhất, trưởng ban giám khảo cuộc thi, bà Thúy Nga tiết lộ rằng vì muốn top 5 có sự nỗ lực nên sẽ lựa chọn người dự thi phù hợp với tiêu chí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.